video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan trọng: an toàn lao động giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả làm việc của nhân viên. An toàn lao động không chỉ đảm bảo môi trường làm việc an toàn mà còn ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và hiệu suất của nhân viên. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của chủ đề này. Phần 1. Tầm quan trọng của an toàn lao động. An toàn lao động không chỉ là nhiệm vụ của các chuyên gia an toàn mà còn là trách nhiệm chung của tất cả. Việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn không chỉ giúp ngăn ngừa tai nạn lao động mà còn tạo ra một tinh thần làm việc tích cực. Khi nhân viên cảm thấy an toàn và được quan tâm, họ sẽ dễ dàng tập trung vào công việc, không lo lắng về rủi ro. Phần 2. Tác động tích cực của an toàn lao động đến hiệu suất. Môi trường làm việc an toàn góp phần tạo ra một tinh thần tích cực và sáng tạo. Khi nhân viên không lo sợ về sự cố và chấn thương, họ có thể thảo luận, đề xuất ý tưởng mới và tìm cách cải thiện quy trình làm việc. Điều này giúp tăng cường hiệu quả làm việc và đem lại giá trị thực sự cho tổ chức. Phần 3. Sự liên kết giữa an toàn lao động và hiệu quả làm việc. An toàn lao động không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất cá nhân mà còn đến hiệu suất tổng thể của tổ chức. Các doanh nghiệp đầu tư vào an toàn lao động thường thấy giảm thiểu tai nạn lao động, thời gian nghỉ việc và chi phí sửa chữa. Điều này có thể dẫn đến tăng cường cạnh tranh, tạo nên sự tin tưởng từ phía khách hàng và tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn. Phần 4. Cách thức cải thiện an toàn lao động và hiệu quả làm việc. Để cải thiện an toàn lao động và hiệu quả làm việc, cần thiết phải đào tạo nhân viên về an toàn, cung cấp trang thiết bị bảo hộ hiệu quả và thiết lập các quy trình làm việc an toàn. Các chương trình thúc đẩy ý thức an toàn và thưởng cho những đóng góp tích cực cũng rất quan trọng. Trong môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh, việc tạo ra một môi trường an toàn và thúc đẩy hiệu suất làm việc là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của mọi tổ chức. An toàn lao động không chỉ là trách nhiệm của chính phủ và ngành công nghiệp, mà còn là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Hãy cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc an toàn, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển và góp phần tạo ra một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng ta. Chúng ta hy vọng rằng thông qua video này, bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của việc kết nối an toàn lao động với hiệu suất và hiệu quả làm việc. Hãy chia sẻ video này để lan tỏa thông điệp và cùng nhau đóng góp vào việc tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé.